Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên cho anh em một mặt hàng đặc biệt. Lần này mình mới săn tìm được một cái nón bố của Mỹ cấp cho đại hàng, quân đội đại hàng. Đợt trước thì về thì được anh em ủng hộ mua hết rồi, mà được nhiều anh em quan tâm sưu tầm nó nhiều quá. Nhưng mà hơn 2 năm nay rồi mà kiếm về không thấy. Lần này chỉ mót sót lại còn đúng duy nhất một cái nón cối bố của Mỹ cấp cho quân đội đại hàng của Hàn Quốc á. Thì cái này là cái nón bố của Mỹ, nó tài trợ cho thằng quân đội đại hàng. Anh em thấy có chữ Hàn Quốc nó trên này nè, nhưng mà nó là hàng chuẩn xịn của quân đội Mỹ sản xuất nha nè. Tại vì cái thằng Hàn Quốc là cái thằng đồng minh của nó, đàn em của nó, nên là về mặt khí tài quân sự của Hàn Quốc đó, đa số là Mỹ nó cung cấp cho để đối phó với mấy anh Bắc Triều Tiên đó nè. Thì cái nón cối bố này là nó chất liệu nó làm bằng bố nha anh em, nó không phải là bằng sắt, cho nên là nó rất là nhẹ cho anh em quá trình anh em mà mang vô. Thì với cái dòng nón bố này nó có ưu điểm là nó nhẹ và nó không có bị phai màu nhiều so với cái dòng nón cối sắt đó. Thì cái dòng nón cối sắt nó rất là nặng, anh em mà đeo cái nón nó vô là cái cổ mình chịu không nổi đâu. Mình cũng có một cái mình chơi nhưng mà mình cũng không thích nó quá nặng đi. Về cái phần nội thất ở bên trong thì cái nón bố này nó còn zin, rất là zin, vai đeo rồi còn rất là zin. Anh em xem kỹ cái màu xanh rêu của nó ở trong này, chắc sơn zin nữa, sơn zin của hãng của quân đội nó làm đó. Còn bên ngoài là nó sơn một cái màu sơn chống phản quang để cho nó không có bị phát hiện trong quá trình ẩn nấp. Thì tình trạng cái nón này về thì nó cũng có bị chóc cái lớp sơn một chút ở hai bên hông cái nón. Mình quay cho anh em cận cảnh ha, tại vì còn đúng duy nhất một cái mình quay nó chi tiết hơn. Nó hai bên hông này nó bị chóc cái lớp sơn, thì anh em nhìn kỹ nè, cái lớp sơn chống phản quang bên ngoài thì nó bị chóc ra một chút, thì anh em thấy cái lớp bố bên trong không đó. Đó, nếu anh em nào không thích cái màu màu ghi này thì anh em có thể cạo nó ra, thì để im cái màu xanh rêu của lớp bố trong nhìn nó cũng chắc lắm anh em, đẹp lắm. Cái lớp màu xanh bố trong nó màu xanh rêu khá là đẹp đó. Thì tình trạng thì hàng đồ xưa mà nó cũng đã lâu rồi nên là đông ra là nó cũng không còn nguyên bản nó mới 100% được. Những anh em nào mà chơi cái đồ cổ như thế này thì hiểu cái tính chất đó, cái quá trình nó có bị chóc một chút xíu sơn hay cái gì đó là không tránh khỏi. Nhưng mà về cơ bản là nó vẫn còn khá hoàn hảo cho anh em sưu tầm. Thì đợt trước thì mình bán cái nón bố này với giá là 1,8 triệu, thì tình trạng nó có bị chóc một chút xíu sơn vô lớp bố này. Nếu anh em không chê thì mình để lại giá là 1,4 triệu chưa phí vận chuyển. Xin nhắc lại nhé, giá là 1,4 triệu chưa phí vận chuyển cái nón bố của Mỹ tài trợ cho quân đội đại hàng này. Còn đúng duy nhất một cái này thôi là mình không còn hàng nữa, hơn 2 năm nay rồi kiếm không ra cái mẫu nón bố này nữa. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ. Xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.